What's up, xin chào mọi người, mình là ID Gaming. Chào mừng quay trở lại với tất cả của Stardew Valley Experiment trong channel của mình. Mình đang có một cái suy nghĩ liên quan đến việc rằng là thay đổi intro của mình một chút, bởi vì mình đằng nào cũng dùng cái intro này từ khá là lâu rồi. Gần như là kể từ khi mình bắt đầu cái channel này của mình thì mình đều dùng intro này. Nhưng mà là nó thay đổi một cái gì đó đi một tí cho nó gọi là hứng thú nhỉ. Nhưng mà thay đổi cái gì, một cái gì đó đại loại như kiểu là nếu như các bạn thích gameplay này của mình thì cho mình xin một lượt like, subscribe cũng như là chia sẻ gameplay cho bạn bè các bạn nha. Nó không phải nó tệ lắm, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ cần phải chỉnh sửa thêm ở hoặc là mình cũng có thể làm mới được hoàn toàn cái intro của mình. I mean, thực ra cái intro của mình thì mình không nghĩ nó quá là tệ, cho nó có tệ không mình không rõ là nó có tốt hay không nữa. Rồi thì trong cái tập trước thì mình đã kiếm được cái Curiosity Lure, tức là một cái tackle nó có thể tăng được cái tỷ lệ để mà mình câu được những con cá hiếm lên. Như vậy trong cái tập lần này mình sẽ cố tập trung để mà mình câu các con cá hiếm một chút. Tuy nhiên thì mình chỉ tìm được có một cái Curiosity Lure thôi, thành thử ra là mình sẽ cần phải cẩn thận hơn cho cái vụ này một tí. Mình chắc chắn là sẽ không câu ngay bây giờ đâu, bởi vì như mình nói rằng là khi mà mình sử dụng cái Curiosity Lure rồi thì mình sẽ không thể sử dụng bất cứ một cái tackle nào để mà nó hỗ trợ được cho mình cái lúc mà mình kéo con cá lên ấy. Thế đâm ra là mình sẽ cần phải từ từ một chút. Những cái tackle mà mình hay thường dùng khi mà mình bắt cái con cá hiếm thì đa phần là những cái tackle như kiểu là cái bubble mà nó tăng được cái thanh kéo cá của mình lên ấy, hoặc là cái bubble mà khi mà con cá nó chui vào cái thanh mà mình kéo cá lên thì cái con cá nó sẽ bị giữ lại ở cái thanh đấy lâu hơn so với bình thường. Tuy nhiên thì mình sẽ không có được cái khả năng để mà mình sử dụng hai cái tackle đấy, nên là mình sẽ bắt buộc phải sử dụng theo cái cách rằng là mình kiếm được một cái món ăn nào đó mà nó có lượng con cá nhiều. Cho dù mình không biết rằng là liệu có cái đồ ăn nào mà mình có thể làm được chưa mà nó gia tăng được cho mình cái lượng câu cá nhiều hay không. Có cái món gì nhỉ? Mình nhớ là có đấy. Có một cái món mà tăng được cho mình đến tận 3 fishing cơ. Dish of the ocean thì phải, mình cũng chưa biết là mình đã có từng làm bao giờ chưa. Dish of the sea. Sardine và một hash brown. Cái này dễ này, mình cần hai con sardine và một cái hash brown và làm từ khoai tây. Bị một cái rằng là mình còn không biết là mình có sardine hay không. Mà rồi thì xem nào. Nhiệm vụ tuần chúng ta có Fragment of the Past là 100 cái mảnh xương và Tropical Fish là mình sẽ cần bắt các con cá ở bên cái đằng đảo gừng kia. Thế thì chắc là mình sẽ làm cái Fragment of the Past đi, cho dù cái Fragment of the Past này thì sẽ đòi hỏi việc mình cần phải ở trên cái đảo gừng nhiều hơn. Thế thì mình đằng nào mình cũng đang muốn câu cá, nhưng mà mình có thôi khó để nói nhỉ. Mình cần phải là qua cái đảo gừng rất là thường xuyên để mà mình có được cái 100 cái mảnh xương này đấy. Ít nhất là mình phải qua đảo gừng phải đến tận là 4 đến 5 lần để mà mình có thể đào được hết cái đống xương bên cái chỗ đằng gọi là dig site kia, thì nó mới có được tầm khoảng 20 đến 25 mảnh xương trong một ngày. Theo mình đoán là như vậy thôi. Gì mình cũng đang câu cá trong cái tập này rồi, hai cái nhiệm vụ này. Phần thưởng của nó thì cũng không có gì là, theo mình nhớ cũng không có gì là quá đặc sắc lắm, chắc là cứ Fragment of the ai thế nào được. Rồi cái hộ như vậy là cái hồ cá Sturgeon là cái nhiệm vụ đầu tiên, nó sẽ cần một kim cương á. Mày ăn gì mày ăn tháp thế? Fine. Mà không rõ là mình còn cái con sardine không ấy nhỉ. Mình không nghĩ là mình giữ cái con sardine đâu, bởi vì dù gì nó cũng lại là một cái con khá là dễ để mình bắt mà. Để xem mà. Mình không giữ sardine để làm gì rồi. Thế thì lại phải bắt thêm sardine này. Cho dù là sardine thì cũng khá là dễ để bắt thôi, không phải vấn đề cho lắm. Mà nhắc đến câu cá, bên cạnh cái con cá mà mình đang định nhắm đến trong cái tập này là cái con Octopusa, thì thực ra vẫn còn tương đối là nhiều các cái con cá hiếm khác mà mình cũng chưa bắt được. Và cũng tiện đây luôn cho cái việc là câu cá hay không, thì mình cũng sẽ xin giới thiệu cho các bạn đến một cái công cụ, chính xác là một cái trang web mà mình có hay sử dụng thường xuyên trong cái thời gian gần đây. Cái trang này là một cái trang mà nó cung cấp được cho mình cái lượng thông tin rất là tốt để mà nó kiểm tra được cái sếp của mình, xem là cái tiến độ của cái sếp của mình nó đến đâu rồi. Cho những cái bạn nào mà có được cái mục tiêu là muốn chơi được 100% game nhá, đấy thì mình sẽ xin giới thiệu cho các bạn cái trang web này luôn. Đây thì là cái trang web này đây. Trang web có tên là mousypals.github.io /stardew_checkup. Mình sẽ để cái link ở dưới phần description cho mọi người dễ để click vào đấy. Thì cái trang web này sẽ là cái trang web như mình nói rằng là this app check a Stardew Valley save file for various achievement and milestone and let you know what is missing. Tức là thông thường thì khi mà mình vào được trong cái phòng của ông Quy rồi đấy, thì ông Quy nó sẽ có một cái máy mà chỉ được cho mình xem là cái tiến trình mình hoàn thành được xong bao nhiêu phần trăm của game rồi. Tuy nhiên thì nó sẽ không nói cụ thể rằng là mình thiếu cái gì, nó chỉ nói gọi là mình thiếu bao nhiêu về mặt gọi là số lượng thôi. Thì cái cách để mà mình sử dụng được cái trang web này thì cũng tương đối là dễ.
mình sẽ vào cái thư mục mà chứa cái save file của cái Stardew Valley của mình. Để mà tìm được cái save file một cách nó dễ dàng hơn thì bạn cứ hoàn toàn là copy tất cả những cái gì mà nó ghi đây là. Nếu như bạn sử dụng máy Windows, chắc là khi mà bạn chơi game thì bạn đều sử dụng máy Windows rồi. Thì bạn copy toàn bộ cái %appdata %Stardew Valley /save này đây. Bạn copy nó nhé, bạn vào cái choose file này. Nó sẽ hiện ra cái bảng để mà mình tìm được cái save file của mình đâu. Đây là mình có sẵn rồi thì mình không làm gì. Nhưng mà giả sử trong cái trường hợp như bình thường này chẳng hạn này, bạn cứ copy những cái mà mình vừa mới nói vào, sau đó bạn paste thẳng vào đây và bạn đặt enter để mà nó ra được trực tiếp luôn cái save file của các bạn của cái Stardew Valley này. Bạn click vào cái file Word mà mình đang chơi và sau đó bạn click vào cái file với cái tên của file này và sau đó có một cái mã số đằng sau là cái gọi là seed của cái save này. Đấy, thì khi mình click vào đây xong, đợi cho cái này nó hoạt động một chút. Và đấy, đây thì như mọi người nhìn thấy rằng là nó sẽ tổng hợp cho mình tất cả mọi yếu tố mà mình đã, đang hoặc là chưa hoàn thành bao giờ cả. Cái này nó không chỉ tính mỗi vanilla đâu, mà nó còn tính cho cả các cái NPC của các cái mod mà mình có muốn cài đặt vào. Ví dụ như kiểu là có một hàng đống các cái mod gì gì đó đây này, như kiểu là có Alicia, Edia hay là Apple này nhá, Brinia hay là Brock, thì mình nghĩ rằng là đây là các cái NPC của cái mod Riverside Valley thì phải. À, Riverside Village thì mình nhầm. Thì chung quy đơn giản rằng là nó sẽ không chỉ show cho mình mỗi việc là content của vanilla mình đã hoàn thành xong được bao nhiêu phần trăm, mà bên cạnh đó nó còn show được cho mình cả content của mod là mình đã hoàn thành được hay chưa. Nhưng mà cũng phải nói công nhận rằng là cái trang web này nó cho mình được rất là chi tiết và cụ thể là những cái gì mà mình đã làm được hay chưa. Ví dụ như là nhân vật của mình đã nấu được 7 trên tổng số 68 món ăn trên tổng số 80 cái recipe mà mình đã được tìm ra. Tức là đây, những cái món ăn mà mình chưa từng bao giờ mình làm thì nó cũng được liệt kê hết đây này. Và những cái recipe nào mà mình chưa có thì nó cũng được liệt kê hết đây. Bạn hoàn toàn có thể click vào thẳng đây để nó mở ra một cái tab khác, nó dẫn đến cho mình thẳng cái wiki. Bạn có thể là xem được xem là cái banana pudding này thì cái recipe của nó ở đâu. Giả sử như kiểu cái banana pudding thì cái recipe của nó là từ cái con Island Cheddar rồi. Rồi bên cạnh đó là có cả vấn đề liên quan đến việc là crafting này, mình đã craft được những cái gì này. Mình craft được 49 đồ trên tổng số 110 đồ trên tổng số 129 recipe của các đồ mà mình đã biết. Tức là mình mới chỉ biết được 110 các recipe thôi. Đấy, nó kiểu như thế. Rất rất là nhiều các cái thông tin mà mình có thể tìm được mà nó tổng hợp hết sẵn được cho mình ở đây rồi. Hay là kể cả đến cái việc rằng là mình kiếm được các cái Jodo Scrap và mình tìm được phần thưởng từ các cái Jodo Scrap kia, nó cũng tính luôn vào 100% game đấy. Wow, cho đến bây giờ mình mới có thể để ý những cái điều đấy. Thì chung quy rằng là với cái save file này của mình thì mình đã hoàn thành được 39.1% game rồi. Mới là 39.1% game. Like holy fuck luôn ấy. Rồi, nhưng mà chung quy rằng là quay trở lại đến cái chủ đề chính, là cái chủ đề liên quan đến những cái con cá mà mình cần bắt. Thì đây, bên cạnh cái con Octopus ra thì mình sẽ cần phải bắt cái con Mutant Cod, Sandfish, Scorpion Cod và Slime Jack. Vì một cái lý do gì đó ở đây thì cái việc 100% game cho cái Expanded Mod này nó chưa tính đến cá của mod nhé. Đây này, nhân vật của mình đã bắt được 16 con cá mod, nhưng mà cái tổng của nó thì chưa biết, và cái tổng của nó thì không được đánh vào 100% game. Thế thì cũng có vẻ như rằng là theo như mình nói thì mọi thứ cũng không hẳn là đúng cho lắm, mà cái 100% game này thì nó mới chỉ đang tính đến cái việc là 100% của vanilla thôi. Mình vẫn chưa thực sự biết được 100% của cái expanded mod này của cái ông Quy chính thức là nó có tính cái mod không. À, thế thì cũng khó nói nhỉ. Chắc chắn là mình sẽ cần phải vào được cái phòng của ông Quy để mình xem rõ hơn đấy. Nhưng mà nếu như mà bạn chơi vanilla thì nó có được cái danh sách ở đây thì chắc chắn là mọi người có thể dễ dàng để mà gọi là nắm bắt được những cái gì mình cần biết rồi, đúng không? Ừ. Thì đấy, nếu như mọi người có muốn chơi theo kiểu 100% game thì chắc chắn đây sẽ là một cái trang web rất là tốt cho mọi người, để mà mọi người có thể gọi là biết được chính xác cụ thể là mình sẽ cần phải làm những gì để mà hoàn thành 100% game. Ừ. Và thì hiển nhiên mình vẫn còn cái vấn đề liên quan đến việc là kiếm tiền nữa mà. Ừ, mình cần phải kiếm thêm đến ít nhất tầm khoảng là mười mấy triệu tiền nữa ấy, để mà mình có thể là hoàn thành được hết tất cả mọi thứ. Thế đâm ra là 40% game thì cũng không quá là bất ngờ lắm. Ừ, có hiển nhiên rằng là cái lần chơi lần này của Stardew Valley thì mình có thể tạm thời dừng lại. Nếu như mà mình có máy mới thì mình có thể là chuyển qua mình chơi cái Terraria rồi, với một đống các cái mod mà mình có đã hứa với mọi người rồi ấy. Ừ, sure. Cứ coi như rằng là mình chơi Stardew Valley này nó chưa một cái hình thức để gọi là tạm nghỉ trước khi mình có được cái máy mới. Cho dù rằng là cái quả tạm nghỉ này có vẻ hơi bị lâu quá, nhưng mà chung quy rằng là mình tạm nghỉ trên thế này thì cho đến khi mình có được cái máy mới thì chắc chắn là cái chất lượng của cái gameplay Terraria nó sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều. Ừ, mình sẽ không cần phải lo đến cái hiện tượng giật lag tụt FPS như kiểu tụt quần như bình thường nữa. Thì thực ra lúc đấy chơi nó sẽ thoải mái hơn, đúng không? Ừ. Rồi thì đây, một cục diamond cho mày. Gớm khổ. Well, thanks for the diamond. Mày sao mày ăn tham thế? Chắc là sẽ cần phải làm thêm được các cái hồ cá như này rồi. Ừ, nhưng mà
đáng tiếc là hôm nay lại là ngày thứ 22. Ngày thứ 22 của tất cả mọi mùa thì thành thử ra là nó lại liên quan đến việc tất cả mọi NPC đều chui vào trong cái khu vực này để người ta tụ tập ở đây. Thế thành thử ra là chả có ai buôn bán này, là chả có ai làm được gì cả. Nó chịu vậy. Mà lại phải chạy đi xung quanh đi interact với từng NPC một ra. Thôi mệt lắm. Làm cái gì đó nó thích hợp hơn đi. À, cái mùa này nó còn sardine không nhỉ? Thôi đằng nào mình cũng câu luôn con sardine để mình làm cái món ăn kia đi. Có sardine không? Đây có sardine đấy. Sardine thì thoải mái thôi. Không phải có khó để mình câu lắm. Đây thôi mình bỏ cái curiosity luôn ra để đỡ mất cái tác dụng của nó. Well fuck, lại câu cá. Làm cuối cùng toàn ra starfish mà xem. Mình chỉ có đúng một cái curiosity lure thôi, đâm ra là mình cần phải lưu ý một chút. Really? No! No! Where is my fucking sardine? Ta đang cần con cục kẹt này của quá mất rồi. Ok. Bốn con sardine còn đâu phải toàn thập cẩm ngũ tạng thôi này. Điền quá mất rồi. Thôi thì bốn con. Thế là đủ được hai cái đít được si nhỉ. Damn it, khó chịu quá. Và nếu như trong cái tuần này mình sẽ cần phải để ý được cái thời gian biểu của thằng Lens này là ngày mai nó ở trong cái Stardew Valley. Bà Sandy lại ở đây á? Vậy bà không về lại cái chỗ của bà... Thế thì bà lại đi đâu đấy? Chẳng lẽ bây giờ bà Sandy bà ấy sống ở trong nhà của Emily à? Really? Why? Really? I've been fine, cũng dễ hiểu thôi không? Nói lại phải làm thêm một đống cast nữa. Tao biết được cái vụ này sẽ diễn ra rồi. Nói lại chặt cây gây rừng vậy. Chắc là mình nâng cấp cái Iridium X của mình lên đi. Mình nhét một cái prismatic shot vào để nó ra thêm được một cái gì đó. Cho giả sử như kiểu là cái tốc độ chặt chẳng hạn. Có vẻ khá là ổn. Các cái khả năng enchanted của các cái dụng cụ thì nó cũng không nó quá là tệ cho lắm. Có cái là nó quá là tệ không nhỉ? Giả sử như kiểu là cái rìu của mình thì theo mình nghĩ rằng là cái gọi là gì nhỉ? Chặt mà không bị tốn thể lực cái đấy thì nghe chừng có phải là hơi bị tệ. Bởi vì dù gì trong cái thời điểm hiện nay thì cái thể lực của mình cũng không nó quá là chuồi cho lắm. Tâm ra mình không phải lo đến cái chuyện thể lực nữa rồi. Cái tốt nhất thì theo mình nghĩ sẽ là cái enchantment mà nó sẽ tăng được cái lượng gỗ mà rơi ra khi mà mình chặt cây đấy. Thì cái đấy theo mình nghĩ cũng là một cái rất là hay đấy. Đam vừa tròn 18 cái class nữa. Rồi lại và cái hàng ở dưới thì mình đặt thế nào bây giờ nhỉ? Hàng ở dưới thì mình đặt theo cái kiểu như thế này chẳng hạn này. Xít vào một chút này, sau đó cách ra một đoạn như thế này. Đây là kiểu như này này. Rồi thì nấu hai món hash brown này và làm hai cái dish of the sea rồi. Chuẩn bị cho ngày mai luôn. Mà từ từ, không phải là ngày mai mình muốn octopus luôn. Để xem nào. Ngày mai mình sẽ ra sa mạc để mình câu sandfish và scorpionfish trước. Sau đó mình quay ra cái đảo gừng để mà mình ngủ ở bên cái đảo gừng đấy. Cho đến ngày hôm sau nữa thì mình mới câu con octopus ở đấy. Thì lúc đấy mình mới có nhiều thời gian hơn. Ngay chừng hợp lý hơn đấy. Tranh thủ mình làm luôn một cái cây trà này đi để mình trồng đi. Mình có thể trồng ở trong nhà đấy mà cũng không có việc gì cho lắm. Và bẹ nó gỗ cá thể biết. Thì cũng đúng. Trong cái tập trước khi mà mình edit và mình tính toán lại cái vấn đề về việc là sử dụng cái trò mà được hai team với Caroline để mà mình mở khóa được cái cây trà đấy. Và sau đó mình bán cái T-Sapling đi đấy thì nó sẽ chỉ có ích khi mà mình ở đầu game thôi. Bởi vì cái công thức để mình làm ra một cái T-Sapling thì nó sẽ phải liên quan đến việc rằng là mình có được cái White Seed nữa. Và các cái White Seed thì chắc mọi người biết được cái công thức của nó thì sẽ là từ các cái đồ foraging mà mình nhặt được ở các cái mùa khác nhau. Thì chỉ có cái lượng foraging ở mùa xuân năm đầu tiên khi mà mình chưa có được cái challenge liên quan đến việc rằng là tất cả các cái foraged item thì luôn luôn ở team màu tím đấy. Thì lúc đó mình mới gọi là sử dụng được cái chiến thuật kia thì mình mới gọi là có lãi thêm được một chút. Chứ còn nếu không thì đến thời điểm hiện nay nếu như mà mình làm cái trò đấy bằng cái giả sử như kiểu là bằng cái đồ foraging vào mùa hè hay là bằng đồ foraging vào mùa đông hay là mùa thu thì chẳng hạn. Mà tất cả những cái đồ foraging này đều tín hết cả rồi thì nghe chừng có vẻ như là không có nghĩa cho lắm. Mình thà bán hết tất cả những cái đồ foraging đấy còn hơn. Mà rất nhiều những cái trò mà mình nghĩ ra là mình tưởng thì hay nhưng mà cuối cùng đến khi mà mình tính toán lại cho một cách gọi là chi tiết thì nó chả hay một tí nào nhỉ. Mình làm cái trò như kiểu là cái vụ fairy seed rồi cũng thế đấy. Cái vụ đấy thì mình cũng hơi bị hớ cho cái đấy một chút. Bởi vì rằng là mình tính toán tiền hơi bị sai. Từ từ đôi khi mình cảm giác như kiểu là mình nói cái gì đều sai ở mà rồi nhưng mà mình đi qua đi lại nhiều quá. Bây giờ lại là 1 giờ chiều mất bố rồi.
thế thì lại không thể mình thế thì thôi, chắc là mình phóng qua luôn bên đảo gừng đi. Đằng nào những cái con khác ngoại trừ cái con octopus ra thì không, thực ra tất cả mọi con mà mình cần phải bắt thì nó đều có thể câu được ở bất cứ một cái mùa nào rồi mà. Nếu mà là mình cũng cần phải đắn đo cho lắm. À và đây hai team mày có thích cỏ bùn áo? Tao nghĩ là có. À what a remarkable. Hai team rồi. Nice. Nhưng mà để kích hoạt được cái cutscene kia thì kiểu gì nhỉ? kiểu này. Ah, you back. Something on your mind? I see. That must mean you are looking to create a grab point near the guy. Really? Oh, wait a minute. This gem is from the mine and was cut locally. It should do the trick for you. Oh, very nice. Nhưng mà mình đặt cái grab point của cái này sẽ ở đâu? Ở trong này luôn hả? I know a good spot outside. Thế thì việc là mình đi từ nhà mình này, sau đó chạy ra cái chỗ bến xe để mà mình đi cái minecart đến cái chỗ này nó sẽ nhanh hơn, hay là mình đi vòng ra cái chỗ điểm teleport của nhà mình thì nó nhanh hơn? Across the stream is that opening, you can do the business. Okay, see. Bye. Impressive. Now get back over here and give me a hand. We will build a makeshift bridge. Ah, okay. Đang tự hỏi là làm thế nào để có cầu qua đây. Thế còn cái cutscene hai team của cái thằng này thì bao giờ là mới... Chắc là phải đợi ngày hôm sau. Nhưng mà trước tiên thì cứ quay trở lại cái đảo gừng trước đã. À, ông Gus, hello. Đây, may quá ông Gus ở đây rồi thì mình có thể mua được các cái recipe của những cái món này. Khá là nhiều món nữa đấy. Ông ấy bán được cả mít này. Mình có nhìn qua lại vào trong cái những cái gì mà mình chưa bán được cái đấy thì cái mít này cũng lại là một cái đồ mà mình chưa bán được, thì chắc là cứ mua tạm cái mít đi cho nó bán luôn. Mình cũng chưa từng bao giờ mình bán bia này. Cái cốc này thì như kiểu cốc bia rồi này. Mình đã từng bao giờ mình bán pale ale chưa? Có vẻ như là chưa lốt lại thì buồn luôn, bán luôn. Quá trả lời lãi gì cả đâu, nhưng mà đây là 100% game cả thôi. Rồi. Đập. Và đập. Bao nhiêu xương trong một lần? 61 xương trong một lần. Holy. Mình cứ đang nghĩ rằng là mình chỉ có được tầm 20 đến 25 xương trong một lần đấy. Mà tôi xúa, I mean, fine, ổn nữa. Rồi, con tranh thủ thời gian còn lại trong ngày thì raid trong cái volcano một lần nữa. Nhưng mà cái thời điểm giờ này thì mình không nghĩ là mình lên được tầng 10. I mean, mình cũng có thể cử thử, sure, whatever. Chạy thục mạng là nơi mà. Mà mình bảo là mình nhét cái prismatic shard của mình vào trong cái rìu, nhưng mà mình lại không mang cái prismatic shard. Trời ơi, để mở. Chắc là bây giờ mình phải để cái prismatic shard của mình lên trên cái đảo này quá. Vì dù gì mình cũng chả cần nữa mà. Oh mà fucking hell, mình không mang cái gì để đi ăn thật à. Mấy cái mà mình đang có này thì mình không ăn được, bởi vì là mình cần phải bán, với lại mình cần phải dùng cho một cái khác cái đặc biệt. I mean, mình cũng có thể cắn được cái nấm này, nhưng mà đang muốn chuyển cái nấm thành pineapple seed thì nó ổn hợp lý hơn. Haha, may quá. Nhắc đến cái để ăn. It's ain't much but it's all it work. Oh, fuck ton of nấm ở đây này. Nice. Giết mấy cái con nấm này thì nó cũng có thể ra được nấm đấy, nhưng mà nó chỉ là nấm thường thôi, thì thử mình có thể ăn được cái quả nấm này nha. Nấm thường này. Sure. Rồi, còn 5 tầng nữa mà bây giờ 10 bố giờ rồi. A fucking YOLO. Chỉ mong sao nó không phải một cái tầng nào đó mà nó có nhiều nút được. No, mà nút đây rồi, thôi xong thôi rồi. Tầng 7, mình không có thể là mình chui ngược xuống được. Mình nghĩ là kịp đấy, nhưng mà đi thêm bây giờ thì nghe chừng có vẻ không ổn rồi. Thôi. Mồm thì mạnh miệng là YOLO đấy, nhưng mà thôi chắc là nốt. Chắc là buộc phải tốn 5 cái walnut của mình vào cái chỗ shortcut này rồi. Mình không có cái lựa chọn nào khác ấy. Đằng nào xuống bây giờ thì cũng không đủ thời gian đâu. Mà với lại mở hết tất cả mọi thứ ở trên này thì cũng đều là 100% game. Fine. Đổi thêm được 11 cây pineapple seed này. Này, thế được, thế được. Cái nấm đấy thì nó cũng chỉ để đổi mấy cái cây pineapple seed thôi, mà là cũng sure. Đương nhiên là mình có thể ăn được, bởi vì wow, mấy cái nấm đấy thì nó cho được cái lượng năng lượng với cái lượng máu rất là tốt, mà cái đấy cũng nhiều mà, chả phải vấn đề lắm. Rồi, và lại đi ngủ. Xem nào, con octopus. During the night. Oh, bây giờ đứa con đầu lòng bây giờ. What should we name him? No. Mình thích con gái hơn là mình thích con trai. Con gái nó sống tinh củng hơn nhiều. Sure, tên là gì nhỉ? I mean Theory. Fine, Theory. Cái tên Theo cũng như là cái tên của nhân vật mình là Madeline thì là tên mà mình phỏng theo cái game Celeste mà. Rồi, còn bây giờ thì Xem nào, câu octopus sẽ làm mệt đấy. Mình không có nhiều thời gian để mình câu ấy, nên mà mình phải chạy ra luôn. Click một phát golden coconut luôn. Chắc là sẽ câu được con này đấy.
dish of the sea mình bao nhiêu phút? 5 phút 35 giây chắc là đủ. Và bắt đầu. Xem nào. Bị cái là mình không thể ra được cái chỗ câu cá sâu hơn thì mình không biết nó có thể ra được nổi con octopus không. Mong thôi. Liệu có cái chỗ nào mà nó đủ xa để mà mình câu với đến đấy không nhỉ? À, sea sponge đấy. Chạy dọc đây đi xem mà. Không đủ xa chứ. Dưới này thì sao? Đây là những cái vùng biển này nó đều tính cả thôi. Thì thử ra là mình cũng hoàn toàn có thể thử xem như nào. Nhưng mà không có chỗ nào rồi. Bởi vì vùng nước càng sâu thì nó càng có cái tỷ lệ để ra được những con hiếm nhiều hơn mà. Thì wow, cái tỷ lệ để mà ra được các con octopus ở đây là 5-18%. Và mình sử dụng cái Curiosity Lure nữa rồi. Nhưng mà nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái yếu tố rằng là cái nước nó có sâu hay không. Ừ. Come on, đùa. À, cái chỗ này hóc quá. Cái tỷ lệ mà mình tưởng là nó cao cộng thêm cả cái Curiosity nữa rồi, lua nữa rồi. Thành thử ra bây giờ nó vẫn cứ lại thấp là thấy quái rồi nhỉ. À, ra cá thậm thế. Đụt bịa. Oh, no shot bro. Sao tưởng là chỗ này ra được. Mình đọc wiki là đúng chỗ này ra được rồi. Ừ, không sai cho lắm. Và tỷ lệ của nó thì wow, mình nhìn wiki cả mà. Nhưng mà nope, có vẻ là cái tỷ lệ 5-18% nó chỉ gọi là áp dụng cho cái vỉa nước ở bên ngoài thôi. Cay diệt bịa. Thôi xong rồi. Thế này mà 5-18% xong rồi cộng với Curiosity lua đấy á. Bullshit. Đùa. Không ra rồi. Oh, no. Không ổn rồi, tức là lại phải đợi mùa hè năm sau cả. Jesus fuck. Yep, không ra rồi. Và lên trên này cũng chả có bất cứ một. Cà tràm, đéo vui lắm. Đến 12 giờ là nó hết bấu đó rồi. Chịu rồi. Chắc phải thực sự đến tận mùa hè năm sau mình câu ở biển bình thường thì nó mới có thể ra được cái tình hình này. Không ổn tí nào cả. Mình có cảm giác như kiểu mình đang bị lừa hết để mở. Oh way, yeah. Mình đập cái khu vực này nhiều quá. Bây giờ nó không còn nhiều xương nữa để mà mình nhặt. No, fuck me. Thế thì kiếm sao được đủ 100 mảnh giờ nhỉ. Và hôm nay là ngày 24 sinh nhật của George. George thì thích leak rồi, sure. Đã nhớ. Chính ra là mình có đủ xương để mà mình cống rồi. Nhưng mà mình chưa nhặt đủ. Thế làm thế nào để mà mình kiếm được thêm xương giờ nhỉ? Ngoại trừ mỗi cái chỗ đích sai đấy là do rất là nhiều xương đó thôi. Thì mình không nghĩ được là mình còn cái chỗ nào khác. Chắc là phải đợi đến cuối tuần để mà mình ra bên đấy mình nhìn ra xem như nào. Nhưng mà đèn cái con octopus ấy quá. À đây, Theo is sleeping. Và bây giờ trong cái thời điểm này thì nó đều ngủ cả. Mà là mình chẳng tắt interact được. À và lên nhớ Queen of the Sword rerun. Là thêm cái dynamic reflection nhìn trông sợ quá. À, that's feel good. Ôi trời ơi, cái dynamic reflection bây giờ lại làm cho cái vụ này hơi bị sai một chút. Ừ. Đáng lẽ cái bóng của ông này phải cạnh cái ông này chứ không phải là phải đứng tít ở đây. And the same goes for me. Sông mới ô nhiễm. Ý mình là ông mới tắm ở đấy thì sông nó ô nhiễm ấy. Ừ. Wow, mà cái cutscene ngắn thế nhỉ. Thêm, mà chú ý là thêm một cái fish pond nữa. Vứt cái con gì vào trong cái fishbowl này? Đấy lại là một cái câu hỏi nữa mà mình cần phải trả lời. Khó chịu nhỉ. À, thế con cutscene gì của thằng Lance mà mình bảo là hai team mà đúng không nhỉ? Thì đã có thể làm được chưa? Mình có hai team với thằng Lance này rồi mà. Where cutscene? Lỗ ruột quá nhẹ. Nó cũng chỉ bảo là sau khi mình được hai team với thằng Len rồi thì mình chui vào trong cái Adventure Guide để mình kích hoạt cutscene. I don't see any fucking cutscene here. Đây và leak của cụ, con mời cụ ạ. 9/10 luôn. Này, về gì good, về gì này. Lại quay trở lại với cái câu hỏi là mình sẽ cần đặt cái con gì thêm vào trong cái hồ cá mà mình vừa mới chuẩn bị xây kia. Có một số các cái lựa chọn mà mình cũng đã nhìn ở trên wiki rồi. Thì những cái lựa chọn tốt nhất là cái con Blue Discus là cái thứ nhất. Đơn giản là vì cái trứng cá của nó bán được vì cái giá tương đối là tốt thôi.
Thứ hai sẽ là cái con Rainbow Trout. Lý do đơn giản rằng là cái con Rainbow Trout đấy nó có tỷ lệ để là ra được cái Pit Batic Shot là 0.01% cho mỗi ngày. Nhiều phết nhỉ. I mean sure, dù gì nó cũng gọi là có tỷ lệ để mà ra được Pit Batic Shot, nhưng mà 0.01 hay không hay là 0.1 thì mình không nhớ lắm, nhưng mà dù gì cũng là rất nhỏ, mà nó là xảy ra cho mỗi một ngày cơ. Tức là mình cũng chả nhiều cơ hội để mà mình làm được cái gì cho lắm. Đương nhiên mình cũng có thể là nhét cái con Vót Yêu vào để mà nó ra được Mega Bomb, cũng lại là một ý tưởng rất là tốt. Với Mega Bomb thì để mình dễ để mình suy xuống hang hơn. Với thêm một nữa, về sau này khi mà mình có được cái nhiệm vụ của ông Quy kia thì sẽ ông ấy sẽ có rất là nhiều các cái nhiệm vụ liên quan đến việc là mình cần phải xuống hang Skookaven dưới tầng 100, hay là mình phải xuống cái hang thường xuống dưới tầng 120. Thì gạo nếu như mình có được cái lượng Mega Bomb tốt thì nó cũng sẽ giúp ích mình phần nào, nhưng mà nó cũng không hẳn là cần thiết cho lắm bởi vì mình có thể mua được Mega Bomb. Rồi và lại mấy hôm rồi mình chưa vào trong nhà kính. Holy shit. Thế thì khó nhỉ. Cái nhiệm vụ kiếm xương kia thì em biết mình nghĩ là mình vẫn còn một cái nguồn nữa để mà mình kiếm thêm được xương. Đấy là cái việc mình đi xuống cái tầng thứ 60 đến 70 gì đấy để mà mình kiếm các cái con Skeleton ấy. Nó giết mấy con Skeleton đấy thì nó cũng có tỷ lệ để mà ra được xương, nhưng mà mình cũng ít khi mình thấy rơi ra được xương từ cái con này lắm. Mà cái con bọn đấy thì cũng không phải là con quái mà được spawn ra quá nhiều. Mà trời mưa. Nice. Mình cũng lại không quen xem dự báo thời tiết của ngày hôm sau là bên đảo gừng có mưa này. Thế thì hôm sau mình sẽ lên đảo gừng để mà mình hoàn thành xong được một cái câu đố liên quan đến quần nàng tiên cá. Tức là mình sẽ cần phải craft trước được 5 cái food block thì phải. Ôi dồi, đây cái cutscene này. Bây giờ mới có à? Sao mình tưởng là lên cái chỗ của Adventure Kai thì mới ra chứ. Good morning, my light. Something I want to discuss with you. Drop by my... mình vẫn phải lên cái chỗ cái gai thì mới kích hoạt thêm một phần cutscene nữa là mau. Sao được ông lằng nhằng đấy nhỉ? Rồi, tiện luôn. đi theo cái hướng này để mà mình ra cái chỗ được cái Adventure Kai luôn này. Xem nào. You are here. It has come to my attention that Lance owns an outpost far up north in the Highlands. My boat docked outside is capable of traveling there. Ông có thể chuyển cho tôi lên đấy được luôn. Tôi có thể trả ông tiền thêm. I will give you permission to use my boat, but in return Fine. Cái nhiệm vụ này thì mình cũng đã nhìn qua là ông ấy sẽ cần phải thu thập được các cái material liên quan đến việc giết quái. I need a variety of monster parts. Let's talk specifics. Okay. Ngắn gọn nhỉ. Đây thì chung quy nhiệm vụ của ông Malon này sẽ là ông ấy sẽ cần 100 Vót Essence, 80 Solar Essence, 50 Slime, 40 Batwing và 30 Buckbeat. Cái dễ kiếm nhất thì nó lại cần ít nhất, còn cái khó kiếm nhất thì nó lại cần nhiều nhất. Ok, đờ mờ. Lại một nhầm đứa. Không biết là mình có đủ được nguyên liệu ngay bây giờ không ấy nhỉ. Vót Essence thì thực ra nó dễ kiếm hơn so với Solar Essence khá là nhiều, bởi vì là Vót Essence nó có thể ra được bởi mấy cái con serpent, mấy cái con bay ở trong ấy. Để xem mà. Thoải mái, nhưng mà Solar Essence thì nghe chừng có vẻ là hơi là vấn đề đây. Và Batwing thì chắc chắn là có nhiều rồi, Slime thì rõ ràng là có nhiều rồi. Buckmeat mình không có nhiều, bởi vì một điều đơn giản là Buckmeat thì mình chuyển hết Buckmeat thành các cái bait rồi nhỉ. Đấy lại là vấn đề nữa đây. Thế thì lại phải đi kiếm cái đồ đấy khó chịu nhỉ. Thì thôi fine, đằng nào mình cũng sẽ cần phải đi thử qua bên chỗ đằng cái mai của mình để mình đi giết mấy con Skeleton xem là nó có thể rơi ra được xương hay không. Nói chung nó có thể rơi ra được xương chứ. Và để cho mọi thứ được nhanh hơn thì mình sẽ thử craft cái đồ có tên là Monster Mux này, được làm từ 30 Batwing và 30 Slime. Thì với cái này, spray this on to draw monster out from hiding. Chung quy rằng là nó sẽ tăng được cái tỷ lệ spawn quái của mình lên một cách rất nhiều. Nó như kiểu là rất potion đấy. Có thể hiểu như thế. Và cái duration của cái này nó cũng khá là nhiều. Thành thử ra là mình cũng hoàn toàn có thể tiện để mà mình đi qua đấy mình chém giết một chút. Rồi thì xuống tầm tầng khoảng là 70 đến 80 là cái tầng kiểu như này. Thì nó mới có thể ra được mấy con xương. Nó có ra được mảnh xương này, nhưng mà cái tỷ lệ để mà ra nó phải không nhiều lắm nhỉ. Mỗi một con nó chỉ ra được một cái. Còn Solar Fragment thì nghe chừng cũng có vẻ lại thêm một vấn đề nữa là mình cần 80 Solar Fragment cơ, gấp đôi so với cái lượng mình đang có. Mình có thể mua được từ cái chỗ của con ma đúng không nhỉ.
hoặc là mình đi giết ma để mà mình kiếm được những cái đấy nhá, mày biết chưa? Tùy vào lựa chọn của mình. Nhưng mà sao ma nó spawn ra ít quá nhỉ? Wow, có một cái nguồn solar essence khác đấy chính là việc mình sẽ cần phải giết mấy con mummy ở bên cái Sukavan, nhưng mà mình có khả năng để mà mình giết rồi, mình cũng hoàn toàn có thể đặt bom để mình giết nó, nhưng mà mình muốn cái kiếm hay là mình có muốn vũ khí của mình có được cái inscription để mà giết mummy luôn thì nó nhanh hơn nhiều đấy. Tức là mình không có đấy là vấn đề. Một mảnh xương nữa và thế là xong được cái fragment of the path rồi. Magnet ring hơi bị muộn quá, mình mãi tít về sau này mình làm luôn cả cái glowstone ring rồi thì bây giờ rồi mới ra được cái magnet ring. Fine, nó rơi ra từ cái con slime đen đen mà nó có cái gì chứ, có cái biểu tượng ngôi sao ở trên đầu ấy. Đấy là những con slime rất là hiếm đấy. Những cái con slime đấy nó sẽ có tỷ lệ để mà nó rơi ra được đồ đặc biệt trong ngọc kép. Thực ra những cái con slime đấy nó cũng có thể rơi ra được curiosity lure, nhưng mà thôi, curiosity lure thì cũng chẳng hẳn là mình cần cho lắm nữa rồi. Nếu như mình muốn đợi đến tận mùa hè năm sau để mà mình câu mấy cái con octopus kia, chắc là mình sẽ phải đợi mùa hè năm sau đi là hợp lý hơn. Có cái con nào ở dưới cái tầng này mà nó có thể ra được cái solar essence? Mấy cái con shadow này nó có thể ra được không? Không, nó lại ra vót essence mới đau chứ này. Thế thì làm thế nào để mà ra solar? Thế thì để mà ra được thêm solar essence thì chắc là mình buộc phải mua solar essence thôi, không có nhiều lựa chọn cho lắm. Ai biết, cũng có ma đây này, nhưng mà ma ở trong những cái tầng này là vẫn ít quá. Thế thì chắc là phải mua solar essence thật thôi. Tiện thể ở đây đồ sát luôn cái lũ dust spider này. Một tầng thì may ra là được một con ma, không thực sự được tốt lắm. Đúng là có thể mua được cái mình có thể mua được cái solar essence với lại vault essence từ con này. Nhưng mà mỗi ngày nó chỉ bán được tầm khoảng là được 10 cái mỗi ngày. Mình thoát ra mình vào lại nó có reset được không? Không. Mua thêm cả một cái vault egg này, sure. Mình nhớ rằng là có một cái thời kỳ nào đó mà khi mà mình thoát ra mình vào lại cái con này thì nó reset lại cái gì nhập cái đồ mà nó bán hết cho mình trong ngày hôm đấy rồi nhỉ. Nhưng mà thôi, whatever. Tranh thủ lốt thời gian trong ngày thử cái câu cái con nào đó ở đây xem mà. Con slime jack là cái con mà mình có thể câu được ở đây. Đúng rồi, con này này. Thôi già, shit the fuck. Vừa mình nhắc xong, thôi thì cắn nốt cái Dis of the Sea đi. Phải tiện câu ở đây một cái con slime jack trong này này, và câu cái con gì đó nữa ở trong này luôn. Hết luôn cái curiosity lure đi. Đằng nào nếu như mình muốn đợi cái con octopus vào mùa hè năm sau thì thôi, chắc là mình cũng phải đợi thôi. Mẹ slime mới trả jack, mẹ slippery thế. Về gì này con radioactive bass, mình nhầm con slime jack là cái con ở bên trong này. Ok, cái con slime jack là cái con nào đó ở bên trong này này. Mày đúng không? Con này đúng là slime jack không? Slime jack thì nghe chừng có vẻ là không, trông cũng có vẻ đúng đấy. Về gì này, thế là xong được rồi. Còn như vậy là bao nhiêu con cá đấy nhỉ? Lúc đấy là mình đếm là còn bao nhiêu con cá nhỉ? Hai cái con ở bên sa mạc này, một cái con octopus này, và hai cái con này, thế là hết rồi đúng không? Yeah, thế là hết những con cá của vanilla rồi. Và đúng là cái curiosity luôn chuẩn ra phết đấy. Hiển nhiên là trong cái trường hợp của cái con radioactive bass kia thì vì đơn giản là trong này mình sẽ chỉ có câu được ra hai con thôi, một là cái con cup và hai là cái con radioactive bass đấy. Nên là cái tỷ lệ để mà ra được con radioactive bass đấy thì khi mà có được cái curiosity lure thì nó tăng lên có khi là hơn 50%. Nên mà nó cũng không bất ngờ là mình có thể câu. À không, còn một con nữa. Đúng rồi, trong cái đấy là còn con gì nhỉ? Con mutant fish thì phải. Đây này, cái con này này, con này mình cũng chưa câu này. Rồi. Biết thế ngồi lại để câu thêm một chút, nhưng mà thôi không sao. Vẫn còn có cơ hội khác để câu. Rồi, còn ngày mai thì sẽ là lại cần phải sang bên cái đảo Ginger. Bên đảo Ginger thì trong cái volcano thì có con nào nó ra được cái solar essence nhỉ? Theo mình nhớ là không có con nào nó ra được cả solar essence với cả vault essence đâu. Và ngày mai cũng là cái lễ hội Spirit Eve nữa. Spirit Eve thì cũng chỉ là thêm 5.000 tiền. Hay là 2.000 rưỡi tiền ấy, mình cũng nhớ lắm. Rồi, và cái fish roll đầu tiên này. Mình cần phải bán sturgeon roll này, bán cả caviar và mình bán cả cái edged roll bình thường đi.
Nhưng mà cái con này khi mà mình để vào trong cái preserve jar thì nó luôn luôn ra caviar rồi, thì mình sẽ cần phải thêm một con nữa. Bữa nọ mình bán xong cái con radioactive bass kia rồi thì mình có thể vứt cái radioactive bass vào trong cái hồ này làm gì không? Và con này cần 2 maple syrup. Ok, đơn giản thôi. Cái con radioactive bass đấy thì nó không trong cái danh sách mà mình để ý cho lắm. Liệu nó có đáng lấy thêm cả một cái prismatic shard để mà mình chắc là cho vào cái rìu đi, hay là mình muốn sửa cái galaxy shot này trước? Cái nào quan trọng hơn? Thật mà nhiều các cái vấn đề mà mình cần phải xử lý quá. Khó nói nè. Nếu như mà mình chuyển được cái galaxy shot này thành cái crusader thì tốt đấy, nhưng mà dù gì nó vẫn có tỷ lệ thôi, và cái tỷ lệ này thì nó được định sẵn rồi, mình không thể nào mình tránh được. Mình đã tự hỏi rằng là trong cái ngày này khi mà mình enchant cái vũ khí hay là cái công cụ của mình lên thành một cái enchantment nào đó rồi, thì nếu như mình thoát ra, mình vào lại game và chơi lại từ đầu của ngày hôm đấy, thì liệu khi mà mình enchant lại nó có ra được cái gì khác không? Thì câu trả lời mình sẽ xin khẳng định là không. Thế đây là mình đã test thử một lần rồi, thì có vẻ như rằng là cái RNG mà nó liên quan đến việc cái enchantment tiếp theo mà sẽ được inscript vào trong cái vũ khí hay là vào trong cái công cụ của mình, thì nó sẽ luôn luôn được định sẵn kể từ ban đầu của game rồi. Và cả nó thay đổi theo một cái cách nào đó mà gần như mình không thể nào mà mình trực tiếp mình can thiệp vào được. Hoặc là nếu như mình có muốn can thiệp vào, mình bắt buộc mình phải sử dụng một cái công cụ nào đó bên ngoài để mình tác động vào RNG của game, thì nó mới có thể thay đổi được cái vấn đề đấy. À, wait, cái con radioactive base kia thì là con cá của mod mà. Và mình cũng đã đọc được cái hiệu quả của cái con radioactive base này rồi. Và nó sẽ cho mình được cái radioactive ore. Thế thì nghe chừng có vẻ rất là ổn đấy. Ừ. Còn giờ thì lại sang bên đảo gừng. À, mà mình đã làm cái mấy cái food block chưa nhỉ? Liệu mình có đủ nguyên liệu để mình làm food block ở trên này không? Và khi mà mình đang ở vali thì mình quên mất không đưa 100 cái mảnh xương cho cái ông Gunther cái nữa. À, làm việc coi này. Nhớ bố làm sao được cho hết. Xong rồi lại còn thêm cả cái vụ của Malon này nữa. Cứ mỗi ngày là mình lại cần phải qua cái chỗ của cái con ma để mà mình mua thêm 80 cái số lượng SN nữa cho đủ. Bug mid thì mình cũng đang thiếu, nhưng mà may quá là bug mid mình chỉ cần 30 thôi, thì hôm nào mình có thể vào hang mình vết sau cũng được. Mình có số lượng SN ở trên đảo gừng à? Thế thì là cái con nào nó ra được số lượng SN đấy nhỉ? Mấy cái con bóng ma trắng không không? Mấy cái con whip thì nó ra được cinder shot rồi, hay là không, mấy con slime chắc là không, hay là cái con gì đó mà nó phát nổ ấy nhỉ? Và đúng rồi, fruit block mình cần thêm gỗ đủ 5 cái không? Cái này thì cũng rẻ được mà. Thiếu fiber. You can be serious. Đẹp bía. Thiếu 8 fiber nữa. Vẫn còn một tí fiber lẻ đây này, mình còn 2 cái này. 4. Thân thầy nó. Sao củ chuối thế nhỉ? Mình cần 5 cái cơ. Đờ mờ nó. Sao mà gạt đầu óc mình mệt mỏi lắm. Rồi thì kệ nó. Chui vào trong cái volcano thì liệu nó có thể ra được mấy cái nghĩ nó có đâu, nhưng mà mình cứ mong nó. À không, còn chỗ nữa trong. Sao mình cần phải phàn nàn nhỉ? Đây chứ là đâu nữa rồi. Trời ơi, khổ quá đi mất rồi chứ lại. Chỗ này thì nó thoải mái fiber luôn chứ là khác. Đây, vừa đủ 2 cái nữa là hết sạch gỗ mà. Thôi ít nhất thì là nó đủ rồi. Sao mình cứ phải rên lên như cái em bé nhỉ? Rên lên như thế này là để tạo thêm content nhỉ không? Rồi thì đây, cái thử thách mình bảo là cái thử thách này là của cái cô tiên cá này này. Thì chung quy mình sẽ cần phải đặt 5 các cái fruit block vào theo trình tự như thế này. Và số lần để mà mình click vào cái fruit block này nó sẽ được hiện tương ứng với số các cái viên đá ở đây. Nếu như mà bạn có được cái journal scrap này rồi, thì trong này nó đã có được một cái hint để mà nó gọi là hướng dẫn cho các bạn làm được thử thách này. Đó chính là việc stone as big as penny and stone as big as a nickel were they. Penny tức là 1 đồng, còn nickel ứng với là 5 đồng. Như vậy mỗi một cái viên đá nhỏ như thế này nó sẽ ứng với một lần mà mình click vào đó, và mỗi một cái viên đá to như này thì sẽ ứng với việc là mình click vào đó 5 lần. Thì như vậy là cái này mình sẽ cần click 2 lần này, cái này là mình sẽ cần click là 5, 10 và 11 lần này. Cái này thì mình sẽ cần click 5, 6, 7, 8, 9 lần. Cái này là 5 lần, cái này là 7 lần. Sau đó mình đi từ bên trái qua bên phải để mình hoàn thành cái này. Wait a minute, tại sao nó lại không có tác dụng?
Vậy có gì là sai sai? Đúng, cái nốt nhạc nó cũng không phải là như mình nhớ cho lắm. À, thế thì nó thế nào nhỉ? Đúng là có phải là 2 lần không? À, hay là phải là 3 lần? Cứ mỗi một cái mình ấn thêm 1 lần nữa xem nào. Sao cứ mỗi khi nào mà mình giải thích nó rất là cặn kẽ, mình giải thích như kiểu là mình hiểu game lắm rồi ấy, sau đó cuối cùng khi mà mình thực hiện thì game nó vả thẳng vào mặt mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Phải đếm từng cái một này không thì mình lại cứ sợ mình sai. Mình sai một nốt thế cái đ*** cậu. Bảo sao game nó sai sai. Jesus Christ. Cái âm hưởng mà nó chơi ra thì nó sẽ là cái giai điệu của cái bài nhạc mà được chơi trong cái gì nhỉ? Trong cái Mermaid Show ở cái hội chợ đêm ấy đấy. Mà câu ở đây liệu nó có thể ra được cái con sứa này không ấy nhỉ? Đây nó có hiện ra ở đây này thì chắc là nghĩ là có. Đà, bay màu cái Curiosity luôn rồi. Thế thì thôi, thả ra được rồi. À, nhưng mà để xem nào. Mình muốn nhét cái này vào trong cái Iridium X hay là mình muốn sửa lại cái Galaxy Shot này? À, khó chọn quá. Mỗi khi nào mà mình cần phải lựa chọn giữa một trong hai cái này rất là đau đầu luôn là khác. Thế mà này, thế này, khó lựa chọn quá thì mình chơi sấp ngửa. Nếu như mình ra ngửa thì mình sẽ cho vào trong cái Pick X, em cho vào trong cái X. Còn nếu như mình ra sấp thì nó sẽ được sửa vào cái Galaxy Shot của mình. Sắp, thế là biết rồi. Bà mình lại không mang Sinner Shot, đâu, săn là pết chết. Ê thôi, vẫn còn đang phân vân lắm. Tức là chứng tỏ rằng là game nó vẫn chưa muốn cho mình lựa chọn. Lý do khôn vãi cả lìn. Mệt mỏi quá, mai thì lại là một cái ngày dài của mình đấy. Không phải là có cái gì đó khó khăn đâu, nhưng mà fucking hell. Làm ở cái công ty này cũng được một khoảng thời gian rồi mà cũng gọi là được mời đi đám cưới một cái ông anh ở trong công ty, nhưng mà là đi thì đi vậy, nhưng mà cái mệt mỏi một chỗ rằng là mình lại phải đi 200 cây để mà được đi ăn một cái bữa đám cưới ở Cà Mau. Mệt vãi cả lìn ra chứ, cat fucking damn it. Nếu như các bạn nào mà bị tiền đình nó kém ấy đấy thì hiển nhiên nó sẽ dẫn đến những cái việc là dễ bị motion sickness và dễ bị say xe. Hai cái đấy nó rất là gắn liền với cái tiền đình của bản thân mình. Cái lần cuối cùng mà mình đi chơi dài thì như mình nói là mình đi một cái chuyến thực địa lên Cao Bằng. À không phải chuyến thực địa, mình chuyến đi chơi thôi lên Cao Bằng. Và well thì lên Cao Bằng thì đường núi hiểm trở nó cứ ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo rồi, thì mọi người hiểu được rằng là cái chuyện gì nó xảy ra đối với cái với mình cho cái vụ đấy rồi đấy. Và đúng là ngày mai thì lại là cái ngày mà ăn một bữa cỗ chạy 3 cánh đồng. Vai cả trưởng luôn, muốn từ chối nhưng mà chỗ tại sao đâu, nhưng mà mình rồi gì nếu như đằng nào mình không đi ăn cưới thì cũng phải ngồi lại công ty làm việc mà là cũng không tránh được đâu. Cái gì tệ hơn nhỉ? Rồi để xem nào, trước tiên thì cũng cứ phải là cho cái Aqua Marine và cái Galaxy Shot này đã. Tao bình thường mình mang cái mình lấy cái Cinder Shard ra rồi nhưng cuối cùng mình lại quick stack ngược vào. Rồi Aqua Marine vào trước này để mà mình tăng được cái quit rate của mình lên thành cộng 10. Đương nhiên thì mình lên cho cái quit rate vào trong các cái như kiểu là cái dagger thì nghe chừng là có vẻ là khỏe hơn đấy. Mà thôi, mình cứ thế cái kiểu là kiếm sau đó mình sử dụng với cái quit check này xem như thế nào. Về sau này nếu như mà mình có thể ra được một cái vũ khí, một cái dagger có cái tên là cái gì nhỉ? Infinity Dagger thì phải, có phải là đúng là tên nó như thế là không nhỉ? Hay là cái gì nhỉ? Infinity Needle thì phải, mình không nhớ là cái nào cho lắm, hay là Iridium Needle ấy đấy. Thì cái đấy sẽ là một cái rất là khỏe đấy. Mà cái Quit Power của nó là lên đến tận mấy trăm cơ. Tức là đòn đánh của nó sẽ gây bao nhiêu phần trăm Quit đấy, và cái Quit Dam của nó sẽ gấp 14 lần so với cái Dam bình thường. Mà rồi để xem nào, lại lựa chọn giữa cái Iridium X và cái Galaxy Shot, lại chơi tung đùng su. Fine. Không cãi được cho cái vụ này rồi. Hai lần rồi. Mà ra cái gì? Không. Cái gì đấy? Buckular. Buckular là gây nhiều đam hơn cho bọ. Mẹ kiếp, mấy cái con bọ đấy thì mình one shot chúng nó rồi. Tồi quá.
bởi cái tỷ lệ để mà nó ra được cái Crusader nó rất là nhỏ. Mình thì chính ra bây giờ mình bắt đầu mình request lên cái chọn mà mình cho cái Galaxy Sword này. Good God, lúc quái làm mà mình phải request mọi thứ. Oh Jesus, lại thêm cast à. Nhưng mà ta không đủ gỗ. Ê, tức, nếu bây giờ mà mình cho cái Ubium X này của mình được enchant lên thì có phải là nó có thể ra được cái mà mình cần không? Dù gì nó vẫn chỉ là cái cơ hội để mà mình ra được cái mình cần thôi. Cái enchant mà mình cần cho cái Ubium X này của mình sẽ là cái mà được tăng cái lượng gỗ mà mình được chặt ra ấy. Đấy, cái đấy sẽ rất là tốt đấy. Ừ, nhưng mà tỷ lệ thì nó vẫn cứ là tỷ lệ. Ừ, 70 solar essence này. Không, chưa đủ bắc mít này, chưa đủ bắc mít. Ừ, thế thì mình có thể hoàn thành được xong được cái nhiệm vụ đấy ngày hôm nay đấy. Mình vào cái hang, mình xịt cái Monster Musk của mình lên để mà mình kiếm hàng đống các bắc mít này. Ừ, còn cái Solar Essence thì mình có thể là vẫn ra được cái chỗ của cái con ma kia để mà mình mua lốt thêm 10 cái Solar Essence nữa. Vì cái là hôm nay lại là cái lễ hội gì gì đấy, Spirit Eve, thì đâm ra là lại phải đường vòng. À, còn chả đủ chỗ đặt thêm khá nữa luôn mà là mau. Đó, bây giờ thì là đến lượt của cái Oset đấy. Ừ, à, để trên cái này nó kiểu gì cho nó đỡ bị ngu người nhỉ. Tức là cứ đặt kiểu từ hàng này thôi. Ừ, đấy, lại thêm được một cái diện tích nữa để mà mình đặt được các cái cast này vào đây. À, cũng khá là căng đấy. Ừ, úi giời, toàn bộ cánh vườn của mình này xong rồi này. Thế là lại thêm được tí tiền lẻ nữa. À, mình có quan tâm quái gì đến cái lễ hội này không? Hay là mình muốn tranh thủ để mà mình kiếm lốt cái đống bắc mít này đi cho cái nhiệm vụ này của Malon để mà ngày mai mình xong luôn. Cũng lại là một cái ý tưởng hay hơn đấy. Ừ, mình còn từ bây giờ cho đến tầm khoảng là 12 giờ đêm để mà mình có thể xong được cái nhiệm vụ đấy luôn. Wow, 196 đam cho mấy cái con bọ này mà mình hoàn toàn có thể one shot ở đó rồi. Ừ, úi dồi. À, 16 bắc mít này không biết là đủ được cơ. Bởi vì kiểu gì thì ông đấy cũng sẽ lại cần phải đợi đến ngày hôm sau ông mới cho mình được cái access của cái đấy cơ. Bao nhiêu rồi? 23 cái rồi, mình có 8 cái nè, thế là đủ đúng không? Mình bị lạc mất con ngựa của mình, thành thử ra mình đang phải cần phải chạy bộ đấy. Lúc mình bị chặt cây mình quên bố mất để mình để con ngựa đâu rồi. Mong là kịp. Quẹo nhanh. À không, nevermind, là đóng cửa từ 10 giờ buổi tối rồi. Wow, nevermind then. Kiểu gì thì kiểu đến ngày hôm sau thì đó mới cho mình gọi là sửa xong được cái thuyền, hoặc là cho mình được phép sử dụng cái thuyền. Nhưng mà chắc là lại phải đợi đến tập sau rồi. Sao mình cứ hay nhớ nhầm cái thời gian mở cửa của cái Adventure Guide nhỉ? Mình hay nhớ nhầm theo kiểu là mở cửa lúc 10 giờ sáng và đóng cửa lúc 12 giờ đêm. Nhưng mà thực ra thì trên thực tế là mở cửa lúc 12 giờ trưa và đóng cửa lúc 10 giờ đêm. Và rồi vụ cranberry cũng như là pumpkin cuối cùng, cũng như là mình sẽ cần phải thu hoạch luôn cả cái fairyroll về đi đấy. Không thì nếu như mình để quên cái là đến mùa sau là nó mất đi hết luôn. À, nghĩ đi nghĩ lại cho cái việc mình gì nhỉ, thay đổi cái intro của mình. Thực ra mà nói thay đổi được cái phong cách làm video hay là chỉ gọi là thay đổi một chút về cái cách nói chuyện hay là kiểu gì đi thôi thì nó cũng lại là một cái điều rất là tốt. Lấy ví dụ điển hình cho cái anh PewDiePie chẳng hạn nhé, thì mọi người nghĩ xem rằng là làm thế nào để mà anh ấy có được cái thành công như bây giờ. Ừ, trong suốt toàn bộ cái hành trình của anh ấy, từ những cái thời kỳ đầu tiên mà anh ấy làm YouTube cho đến tận bây giờ, gần như là năm nào anh ấy cũng cố gọi là tạo ra được những cái trò đùa mới hay là tạo ra được những cái cách nói chuyện mới khi mà anh ấy làm một cái video đó để cho cái video nó trở nên thú vị hơn. Thì theo mình thấy rằng là cái khả năng để mà anh PewDiePie có thể gọi là thay đổi được cái style nói chuyện, cái style để mà gọi là diễn, cũng có thể gọi là diễn thì qua từng thời kỳ một, qua từng năm một để mà nắm bắt theo trend đấy, nó vô cùng là hợp lý ở, và nó cũng là một cái phần rất là quan trọng để mà anh ấy được như bây giờ. Nghiễm nhiên là nó còn có rất nhiều các cái yếu tố khác nữa, nó không chỉ là mỗi yếu tố đấy không. Nhưng mà kể cả không thay đổi đi chăng nữa thì nó cũng không phải là quá tệ lắm. Ừ, rồi 100 xương cho ông Gunther nè, 3.500 gold á, cũng bình thường. Nhưng chung quy là cái gold thì không phải là cái gì đó là phần thưởng chính cho mấy cái nhiệm vụ tuần này lắm. Mà nhiệm vụ tuần này thì chủ yếu là những cái phần thưởng mà về sau này cơ. Hình như là cái phần thưởng cho cái bone này thì nó sẽ liên quan đến cái gì nhỉ? Liên quan đến cái máy mà biến xương thành phân bón ấy. Ừ, cái máy đấy cũng là một cái máy khá là hay. Đưa cho ông Malon các cái đồ này. Đưa cho đúng không? Mà mình không cần phải để vào đâu đúng không? À dạ, mình đưa cho thôi. Đây là kiểu như này này. Mình rất dễ để double click xong rồi đưa cho một cái đồ gì đó mà ông ấy không muốn lắm nữa nhé. À, thế là được rồi đúng không? Có cắt xi đâu?
kiểu quái thì kiểu cũng phải đợi ngày mai thì mình mới có thể sử dụng được cái thuyền này cơ. Liệu bây giờ mình có thể sử dụng luôn được không? À, shit, chết cái mà. Đang muốn cái tập này thêm tí content cho nó. Nốt thời gian còn lại trong ngày chắc mình ngồi sàn nhồn tí được. Quay trở lại thì cái việc mình bảo thay đổi intro nhỉ. Mình chỉ nói vậy thôi chứ mình cũng nghĩ rằng là mình có thể làm được gì hơn. Thay qua thêm chuyện để mình nói được mà. Gì cái việc mà mình nghĩ ra một cái gì đó mà nó mang cái tính chất gọi là chính thức đấy. Như kiểu là intro hay là outro thì mình cũng phải suy nghĩ từ rất là nhiều đấy. Cái hồi mà mình mới làm YouTube để xem là nói nào cho nó gọi là nhanh nhất rồi trôi chảy nhất các thứ các thứ. Xong rồi cho đến khi mà mình thay đổi mình cũng phải tập đi tập lại cơ, kiểu chuyên nghiệp lắm. Nhưng mà đấy cũng là một cái thói quen của mình làm rồi. Nó không chỉ là về cái việc mình làm YouTube đâu. Kể cả lúc mà mình đi ship rồi đấy thì khi mà mình mới bắt đầu đi ship thì mình lại phải nghĩ xem là mình phải gọi điện cho khách xong rồi mình nói như thế nào để cho người ta nghe, người ta nói như nào nhỉ, người ta hiểu xong rồi mình cảm giác nó chuyên nghiệp nhất có thể. kiểu thế cơ. Mình cứ phải nhẩm đi nhẩm lại trong đầu cái bài gì nhỉ. Gọi điện đến một cái chỗ mà để mà mình nhận đồ nhá thì bảo là alo em là shipper của công ty này, mình có đơn hàng để đi từ đâu đến đâu phải không nhỉ. Đấy thì người ta bảo đúng rồi em ạ. Đôi khi nó sẽ rơi vào một cái trường hợp oai oăm rằng là hôm nay chủ nhật thì bà Pa mà đi đâu? Đang cần thay đổi cái chứ. Có chịu thế nhỉ? Fucking hell, fine. Mình có muốn lên đảo gừng lốt trong ngày hôm nay không? Chả hẳn là mình cần lắm thôi, mình cứ ở lại đây cũng được. Thì mình hay thường có thói quen rằng là mình đến tận nơi thì mình mới gọi điện cho người để mà mình giao hàng hoặc là người mà mình nhận hàng. Bởi vì rằng là mình biết người ta sẽ luôn luôn hỏi một cái câu rằng là mình đến nơi chưa mà đấy. Thì mình thì lại là một cái người mà không thích gọi là gì cả để cho người ta phải ngóng trông hay là đợi quá là lâu cho lắm. Mà chung quy là mình cứ phải tập đi tập lại cái câu mà mình vừa nói đấy. Xong rồi gọi điện cho cái người nhận hàng thì lại bảo là em có đơn hàng gửi cho chị từ chỗ này đấy. Nói rõ ràng rành mạch ra rằng là cái đơn hàng như thế nào. Thông thường thì mình thấy mấy cái ông ship thì ông ấy toàn nói là kiểu rất là trống trơn, nó không có bất cứ nhiều thông tin gì cả đấy. Kiểu rằng là gì là dạ alo em shipper đây, em chuyển hàng cho chị ạ. Không biết là hàng từ đâu, hàng là cái gì, hàng giá bao nhiêu tiền. Là mình hay rút kinh nghiệm đến mấy cái việc đấy. Em biết nó cũng khá là ổn đấy. Nên thành thực ra là khi mà mình đã chuẩn bị đến một cái gì đó mà nó mang cái tính chất gọi là gì nhỉ, nó chính thức rồi đấy, thì mình luôn phải chuẩn bị một cách rất là kỹ càng. Cho dù đây chỉ là một cái intro hay là một cái outro hay là một cái cách để mà mình nói chuyện với người nhận hàng hay giao hàng thế. Nhưng mà cho đến khi mà mình cần phải thay đổi cái điều đấy đi thì mình sẽ lại hơi gặp cái rắc rối về việc là mình rất ngại cho cái việc là thay đổi cái đấy, bởi vì mình đã quen rồi mà. Đến nếu mình nói một cái kiểu nào đó khác thì mình đến bản thân mình cũng cảm thấy không quen ấy, đến với bản thân mình cảm thấy nó sẽ kiểu là bị sai hay là nó không khó để nói. Bữa nọ hình như là có cái gì liên quan đến cắt xin của bà Sophia đúng không? Oh my god, no, she... I mean, knock on the door then. Who is there? God damn, thối ruột! Now isn't a good time, please leave. Đừng bảo bạn chọn nhé. No. Okay, never mind. Cái nhạc này cảm giác nó không hẳn là hợp với Stardew lắm nhỉ. Không rõ lắm. Why are you here? Tao hôm nọ thấy mày chạy ra từ đâu đó giữa trời mưa, sau đó mặt thì cười nhưng mà trên mắt thì nó cứ ròng ròng hai cái hàng nước mắt, tao sợ lắm. You were worried about me. Đúng rồi, bởi vì nhà của mày cũng rất là gần với cái vách núi. Look, you don't need to worry. This is just Không cần phải watering down cái vấn đề đâu. This is just something I live with. It is used to be worse before I started taking medication. Cũng có nhiều người phải rơi vào cái trạng thái bị trầm cảm mà phải uống thuốc. Mình biết những cái người như thế. Khi mà mình đánh giá bản thân mình ở bên ngoài đời thật thì mình là một cái người mà lắng nghe cũng rất là tốt, nhưng mà mình chỉ biết giỏi lắng nghe thôi chứ mình không nghĩ rằng là mình giỏi đưa ra lời khuyên. You who get this over soon, chắc là câu trên thôi. Something that helps is spending time with people. Do you want anime? Because was the Pink Princess Crusader. Wow. Now that Pink Princess rồi là còn Crusader nữa ở đây. Cắt đi. Sure, let's watch it. Me love watching anime too. That makes me happy. Đang muốn thối ruột thì mình có thể xem mộ đom đóm. Get settled on the couch. I'm gonna grab my special stuffed bear in my room. Utefu my que. Đấy, waifu tóc hồng chịu khó làm ăn cần được bảo vệ. Đấy là mấy team nhỉ?
Hey, thank you for checking on me and everything. Did you like the can? I know, right? It's such a silly show, but it makes me happy. They are working on the second season. Thế là mấy team rồi? À, mới là 6 team thôi, chưa được 8 team. 8 team sẽ là lúc mà bà này bà ấy dọn cái căn phòng của bố mẹ của mình đi. Ừ. Nhưng mà mình sẽ vẫn cứ cần phải 8 team với bà này để mà mình mở khóa tiếp được Scarlet cơ. Thế mới là đắng lòng. Chị cũng đang ngang phết đấy. God damn it. Còn nguyên cả một cái NPC nữa mà phải đợi đến tít năm 3 thì mình mới có thể gặp được cơ mà. Nhưng mà sure, chậm chậm mà chắc cũng được, vấn đề lắm. Mình biết được rằng là thay đổi là một cái điều gì đó mà rất là khó để mà tránh khỏi. Nhưng mà muốn gọi là mình luôn luôn sợ để thay đổi những cái mà mình đã quen rồi ấy. Cũng có thể là do một phần vì từ ngày bé mình đã phải thay đổi một lần trong lúc lớn rồi. Đấy chính là việc mình phải đổi nhà, mình phải chuyển nhà đi. Và mình chuyển nhà đúng cái lúc mà mình 10 tuổi thì làm sao mà mình quên được cái điều đấy. Một cái vấn đề khi mà mình chuyển nhà mà mình cảm thấy vô cùng là buồn luôn. Mà cái vấn đề này mà mình gần như là mình phải trách mẹ mình rất là nhiều. Cho dù cái vấn đề này thì cái quan điểm của mẹ mình cũng đúng cả thôi, không phải sai lắm. Nhưng mà mình vô cùng là thấy nó không cần thiết cho lắm. Nó hoàn toàn có thể đi theo một cái hướng khác. Chung quy đấy là cái việc là cái hồi mà mình còn ở cái nhà cũ nhà mình ấy đấy thì mình có nuôi một con mèo. Chính xác là mẹ mình nuôi con mèo đấy. Bởi vì rằng là mẹ mình có mở một cửa hàng bán đồ ăn sáng mà đấy. Và nhà mình thì tương đối là nhiều chuột, dễ có chuột. Ừ. Thì chung quy là cái con mèo đấy khi mà mẹ mình nuôi thì nó bắt chuột rất là tốt. Nên thực ra là mẹ mình chỉ nuôi cái con mèo đấy vì một cái mục đích là bắt chuột thôi. Chứ nó không phải là vì bất cứ một cái mục đích gọi là một cái con vật nuôi trong nhà. Bởi vì là mẹ mình gần như là không có được cái định nghĩa hay là chưa có được cái định nghĩa về một cái con vật nuôi trong nhà mà mình thực sự là yêu quý như kiểu là một cái người thân trong gia đình mình ấy. Ừ. Thì đấy thì mình rất là quý cái con mèo đấy. Nhưng mà cho đến khi mà mình phải chuyển nhà đấy thì đương nhiên mèo là một cái con vật mà nó vô cùng là thích những cái điều mà nó như nào nhỉ, nó cố định. Ừ. Khi mà nó phải thay đổi được cái môi trường sống của nó thì nó sẽ rơi vào một cái trạng thái mà nó khiến nó bị stress. Nhưng mà theo mình thấy thì cái trạng thái stress của con mèo khi mà nó phải chuyển đi một cái chỗ khác thì nó sẽ sớm mà nó qua thôi. Theo mình cũng nghĩ rằng là nó quá là gì, nó quá là ghê gớm cho lắm ấy đấy. Nhưng mà mẹ mình thì lại không nghĩ như thế. Thì cái lúc mà chuyển nhà đi, mẹ mình chém gió rằng là cái con mèo nó đang chửa, thành thử ra là nó không thể nào mà chuyển nhà đi được. Bởi vì rằng là sợ rằng là khi mà nó chuyển nhà đi thì nó sẽ cắp con nó đi đấy, mẹ mình dọa. Nhưng mà mình biết thừa rằng là cái chỗ nhà mới của mình thì nó không có chỗ để mà mình nuôi mèo ấy, kiểu như vậy. Nên năm nay là mình bắt buộc mình phải để lại cái con mèo cái nhà cũ đấy. Chắc là bây giờ thì nó mất lâu rồi. Ừ, chua. Kể từ cái khi mà mình chuyển nhà cho đến bây giờ thì cũng là 10 năm rồi chứ ít gì đâu. Nhưng mà nhìn lại bởi vì mình rất là quý con mèo đấy và con mèo đấy nó cũng quý mình chứ phải không đâu. Đôi khi xem các cái video ở trên mạng liên quan đến việc là một cái con mèo nào đó mà nó bị bỏ lại do là chủ của nó phải chuyển nhà đi đấy thì cái con mèo đấy thì trông buồn đến là mình thối hết cả ruột đấy. Mình thề God fucking phải biết phải làm thế nào hơn. Mà đúng là thay đổi là một cái điều mà không ai có thể gọi là cản được nổi. Mọi việc, mọi vật thì nó sẽ đều thay đổi theo bất cứ một cách này, cách khác thôi. Nên là mình sẽ cần phải, hoặc là mình sẽ cần phải quen với cái sự thay đổi đấy, hoặc là mình sẽ luôn luôn cảm thấy buồn rồi cảm thấy chán nản vì cái sự thay đổi nó gây ra cho bản thân mình. Sorry cái tập này tự nhiên nó lại hơi bị trầm cảm một tí nhá. Bản thân mình là một người bị trầm cảm. Ok, thì tập thứ 32 trong series Stardew Valley Expanded Mod của bên Zizi lại tới đây. Mọi kênh đóng góp cho channel của mình cũng như là series của mình được hoàn thiện hơn thì các bạn cứ viết phần comment. Đương nhiên là mình sẽ đọc hết rồi và mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Nếu như các bạn nào hỏi rằng là gì nhỉ, anh ơi tải mod ở đâu ấy đấy thì đó ở với dần description nhá. Bật cái description lên khổ quá để mất tôi chứ lại. Mình thấy thằng này mình để cái description đấy có vẻ là chả ai để ý lắm. Cũng hơi khó chịu đấy. Mình để nguyên cả một cái link Drive ở dưới phần description tổng hợp cho tất cả những cái bot mà mình chơi và mình cập nhật thường xuyên rồi. Nhưng mà bằng một cái lý do gì đó mà vẫn có người hỏi rằng là hay là anh ơi tạo cho em một cái link tổng hợp các cái mod đi vì em lười em tải. Chứ subscribe mình không nghĩ là mọi người chỉ lười tải không đâu mà mọi người lười click vào description hơn ý. Là mau. Và rồi gì thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo của Stardew Valley Expanded Mod trong chờ đợi của mình.